chăm sóc đất đai, chăm sóc con người. Karen Bond, nhà sáng lập Nutrilite. Tinh hoa từ khoa học, tinh túy từ thiên nhiên, một cơ hội để phát triển rực rỡ. Tôi thích ngắm nhìn những bông hoa bung nở rực rỡ. Không chỉ là cỏ linh lăng, rau bina hay bông cải, tôi cũng thích ngắm nhìn những con người căng tràn sức sống, sức sáng tạo. Và nơi này đã giúp tôi thỏa mãn niềm đam mê của mình. Nông trại Nutrilite, El Betaco, Mexico. Tôi thật sự không thể kể hết lý do vì sao tôi lại gắn bó với công việc này. Có một sự gắn kết mạnh mẽ giữa đất đai và con người sinh trưởng nơi đây. Mọi người yêu nông trại của họ. Và khi sâu chuỗi các yếu tố này với nhau, với canh tác hữu cơ, chúng tôi biết rất rõ những gì chúng tôi đang làm đã góp phần đưa thực phẩm bổ sung của chúng ta nổi tiếng trên toàn thế giới. Chúng tôi là một phần của một bức tranh, và tôi thích ngắm nhìn bức tranh ấy. Nutrilite cùng với tất cả các thành phần tinh túy, chúng tôi đang làm việc như một đại gia đình nhằm chăm sóc sức khỏe của mọi người. Chúng tôi luôn tìm cách gìn giữ sự tự do, gia đình, hy vọng và tưởng thưởng. Và các bạn đã trông thấy những con người đang cần các giá trị ấy. Họ chỉ đang chờ cơ hội để phát triển rực rỡ. Công ty đang giúp chúng tôi thực hiện điều đó ở vùng đất xa xôi này.